Ai chị bé cho con hai cây. Con ăn ốc quế nha. Bé ăn kem vị gì? Kem thông. Ngoại ơi. Ơi. Đây rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là bà ngoại của mình. Hôm nay thấy sao? Vui. Vui. Có lẽ là rất là lâu rồi con rất là bận rồi con không có dành thời gian cho ngoại. Ngày hôm nay con sẽ dành nguyên một buổi hôm nay là dành riêng cho ngoại. Dẫn ngoại đi làm tất cả những điều mà ngoại muốn. Chịu không? Đi mô. Đi mô. Ý là bây giờ con sẽ dành thời gian chậu mẹ ngoại luôn. Bây giờ ngoại muốn đi đâu nè? À đây. Bây giờ ngoại muốn trở lại bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Trẻ hơn con luôn hả? Trời, trẻ hơn con là em gái nha. Đó là luật mới nhưng mà được. Vậy con gọi là bé nha. Bé Xuân. Bé Xuân 20 tuổi nha. 20 tuổi đúng không? Ok, con với ngoại sẽ cùng làm những điều mà 20 tuổi ngoại chưa từng làm. Và ngoại sẽ thích nhất nha. Ok không? Ok. Yeah, yeah. Tay kia. Yeah, bé. Hành trình 14.400 giây hạnh phúc chính thức bắt đầu. Bé 20 tuổi nha. Như có điện thoại dùng luôn không? Như trước đây. Trước đây thì có dùng chứ, phải dùng. Ok. Rồi, ok, yeah. 4 tiếng bắt đầu. Bây giờ bé ngoại 20 tuổi, hãy cùng với bé Bảo Yến 25 tuổi đi vào chọn đồ để hai đứa mình đi chơi thôi. Yeah, đi thôi. Yeah. Trời ơi, lựa màu nổi nhất luôn. Lựa màu nổi nhất luôn. Ok, con sẽ chọn. Lựa luôn. Trong gia đình của mình thì bà ngoại là cái người mà đã thân thiết và gắn bó với mình nhất. Bởi vì từ năm 1 tuổi thì ba mẹ mình đã ly dị rồi. Thì mình ở với ngoại, mình ở cho đến lớn. Cho nên là ngoại giống như là một người mẹ, một người cha, một người bà. Nói chung là tất cả mọi thứ đều là ngoại hết. Ngoại nuôi nấng dạy dỗ và cho mình trở thành ngày hôm nay một người sống có ích cho xã hội. Mình cảm thấy là bà ngoại mình rất là cực khổ. Tất cả niềm vui và hạnh phúc của ngoại mình dường như là thu bé lại chỉ là cháu của mình thôi, là mình và anh của mình đó. Bà ngoại đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo lắng cho mẹ của mình rồi cho mình nữa. Cho nên mình muốn dành một cái khoảng thời gian thật là hạnh phúc, làm tất cả những điều mà ngoại mong muốn để bù đắp lại khoảng thời gian quý giá thanh xuân của ngoại. Nãy giờ là mình lựa quần áo, chọn nón, chọn kiến, trang điểm các thứ cho ngoại là mất 45 phút. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình nha. Nếu không thì nó sẽ trễ mất thôi. Đi thôi bé ngoại. Yeah. Bên này là bưu điện của thành phố nè. Bưu điện đằng sau này bự chưa? Bưu điện đó. Bây giờ bé có muốn chụp hình không? Ok. Ok, vậy mọi người có thể cho em mượn điện thoại 5 phút chụp hình được không? Đứng đây. Đây nha. Hai đứa mình selfie. Rồi, tiếp nha. 3, 2, 1. Bé ngoại của mình muốn ăn kem cho nên mình sẽ dắt bé ngoại đi ăn kem. Chú ơi, có cây kem nào vừa rẻ vừa ngon mà vừa không tốn tiền không? Ai chứ bé với con hai cây. Con ăn ốc quế nha. Bé ăn kem vị gì? Kem thông. Kem bộ. Ôi, nhìn kia. Đi này bao giờ chưa? Ok. Dính kem nè. Bây giờ hai đứa mình sẽ đi lên xe buýt 2 tầng. Ở
thoại đi. Đi, lên đó đi xem. Đi, 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 đi. Trả lại điện thoại nè. Rồi bây giờ thì hai đứa mình sẽ đi du lịch, không phải gọi là đi đi du hí vòng quanh Sài Gòn. Bé chưa bao giờ đi cái xe này đúng không? Chưa bao giờ đi vòng vòng gì đúng không? Cảm giác của bé như thế nào? Sướng quá. Ồ bé, bé hồi xưa bé, bé quen bạn trai á. trước khi bé lấy ông ngoại á, bé quen ai, làm công việc gì, yêu ai? Lên nông trường quay phụ. Lên nông trường quay phụ. Yêu ai? Yêu ai? Ông Nguyên Đô Trường. là người mới tình đầu hả? Là ở trường phòng Vũ Điện. Trưởng phòng Vũ Điện luôn. Quyền Đô Huyền con buông ghê vậy. Mối tình đầu. Mối tình đầu. Huyền con buông. Rồi đẹp trai không ngoại? Đẹp gái, thằng bóc luôn. Wow, cao không? Cao không? Cao, cao 1m72. Trời ơi, ngày xưa mà 1m72 là cao lắm đó. Là bằng gu của con bây giờ. Gu của con bây giờ là 1m75 trở lên đó. Ông còn sống á? Đầu tiên mà. Ông còn sống á? Khỏe chứ? Khỏe à. Thì là mối tình đầu vẫn còn khỏe. Con thứ hai thì mất rồi. Là ông mình đúng không? Là ông ngoại mất. Ông ngoại của con là mất rồi. Ông ngoại đẹp không? Đẹp, cao. Sao mà ngoại yêu ai cũng đẹp rồi lấy cũng ai đẹp trai mới được vậy? Đó là cái số đào hoa đó. Cái số đào hoa đó. Trời ơi, số đào hoa ghê ghê ghê. Con còn thích đẹp trai. Mà phải đẹp trai vừa tốt bụng. Good boy. Ngoại muốn cháu rể của ngoại sau này sẽ như thế nào? Có đạo đức, biết thương người. Đẹp trai, có ngành nghề ổn định. Ồ. Là được rồi. Trời. Đẹp trai, có công việc ổn định. Mà tốt bụng, thương người. Đó. Hồi đó con nhớ là ngoại rất là làm thơ rất là giỏi. Thầy đọc cho con nghe bài thơ đi. Hai. Ba, con coi. Ba. Bài thơ mang tựa đề Trai quá con côi. Ai hi hi. Cực lòng trái quả con côi. Đất đi thì nổi ơi ai cực lòng. Tượng đạo vợ chồng thiên tài địa cờ. Ngày sinh sinh sự đường gọi trợ trăm năm. Nhớ khi đắp chung một chân. Nhớ khi ăn trầu chung một bột. Bỏ vợ vợ khác. Bỏ con anh thơ ngây. Bỏ cha già đầu bạc. Bỏ mẹ già đầu bạc. Bỏ đem thưa rách khác. Bỏ gương lược không ai soi. Đường vẽ vạc gái trai. Đôi ba năm đi trót. Khoai anh đầu vòng không ai cúc cỏ. Mế bỏ cỏ chẳng ai vùng. Rồng cồn cao anh bỏ mãi. Rồng cao cồn anh bỏ mãi. Nghe lời con than lại. Cha đau xót trong lòng. Đường nội trợ anh chưa xong. Anh bỏ mồng năm ngày Tết. Không ai chờ bữa cho anh. Anh sạch tiền lột quanh. Anh bỏ con người đi chợ. Anh lại dặn người đi chợ. Mấy lâu nhớ vợ. Việc nhà bếp anh chưa quen. Ngồi ôm con nghỉ lại. Cùng chìa bà con nghỉ lại. Hết rồi. Tự nhiên cái đọc tặng con bài thơ này giống như cuộc đời. Tới trường mẹ dắt em từng bước. Hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp. Hương rừng thơm đôi vắng được quê thông thì tầm cổ kẻ ô che nắng râm mát em đi. Bà ngoại được quay ngược thời gian, được làm những điều mà thời thanh xuân bà chưa thể thực hiện. Lần đầu tiên bà ngoại được trải nghiệm những hoạt động của giới trẻ. Một nửa thời gian của 14.400 giây hạnh phúc đã trôi qua. Còn có điều bí mật gì mà Bảo Yến muốn chia sẻ cùng bà ngoại của mình?
Điện, mình trở về Bưu Điện trung tâm thành phố. Hai chị em mình, bé ngoại và bé Yến đã đi vòng quanh Sài Gòn được 1 tiếng rồi. Bây giờ mình tiếp tục chuyến hành trình tiếp theo.